Cách châm lửa cho xì gà. Nhiều người mới chơi xì gà, thậm chí là hút xì gà lâu năm, đa số rất ít để ý đến việc châm thuốc như thế nào để có được một điếu thuốc ngon. Tất nhiên, một điếu thuốc ngon phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác hơn là cách châm lửa. Nếu là một người xanh xì gà, hẳn bạn sẽ nhận ra hương và vị của điếu thuốc nếu như bạn đốt không đúng cách và đúng quy định. Ambe xin chia sẻ cách châm lửa cho xì gà. 1. Chọn bật lửa. Đây là điều hết sức quan trọng. Nhiều người cho rằng bật lửa để đốt thuốc là được rồi. Bản thân tôi sau nhiều năm hút thực tế, cũng như tương tác với nhiều khách hút lâu năm, họ đưa ra những ý kiến rất khách quan và tầm quan trọng của việc chọn bật lửa. Tất nhiên, bật lửa sử dụng ga đốt là chắc chắn được lựa chọn hàng đầu. Ở đây, tôi không khuyến khích các bạn sử dụng bật lửa sử dụng xăng đốt như Zippo hay bật cối. Mùi xăng rất dễ lẫn vào với thuốc, một người hút lâu năm sẽ nhận ra. Đối với họ hút như vậy chả khác nào hít xăng vào người. Nên ưu tiên sử dụng bật lửa khò, với những tia lửa mạnh và cháy hết toàn bộ ga, không dư ga. Tại sao lại như thế? Thứ nhất, lửa mạnh giúp đốt cháy điếu xì gà nhanh, không gây ra tàn, muội trên điếu thuốc. Các bạn cũng biết điếu xì gà được cuốn chặt, độ ẩm cao, cho nên dùng bật khò sẽ giúp ta đốt thuốc nhanh hơn. Thứ hai, bật khò không dư ga. Tuy dư ga thì nó dễ bị nhiễm mùi ga vào trong điếu thuốc, gây một cảm giác khó chịu vô cùng đối với xì gà. Hai, cách châm thuốc. Về nguyên tắc thì xì gà nên đốt, không châm như thuốc lá, tức là không nên bập hơi khi đốt. Người chơi xì gà ít khi có những nguyên tắc cố định. Đơn thuần là làm cho lửa cháy trên điếu thuốc là có thể hút được. Vua xì gà chia sẻ một số bước cơ bản khi châm thuốc. Đốt lửa lên, bật lửa trên tay và chưa đưa ngay vào điếu thuốc. Khi ngọn lửa ổn định thì bắt đầu đưa vào điếu thuốc. Chỉ nên để đầu ngọn lửa tiếp xúc với đầu điếu thuốc, không nên đưa ngọn lửa sát vào điếu thuốc. Có nghĩa là điếu thuốc cháy nhờ nhiệt tỏa mạnh ở đầu ngọn lửa. Tay giữ thuốc ta sẽ xoay tròn điếu thuốc, không nên giữ cố định điếu thuốc. Xoay tròn cho lửa bén đều điếu thuốc, tránh trường hợp điếu thuốc bị cháy lạnh. Khi điếu thuốc bén đều rồi, bạn có thể bập 2 đến 3 hơi để kiểm tra xem khói lên vừa miệng chưa, sau đó thổi khói vào đầu cháy điếu thuốc, kiểu như ngày bé chúng ta thổi bùi lùi. Và bây giờ bạn chỉ việc thưởng thức điếu xì gà ngon của mình thôi. 3. Một số phương pháp khác. Nhiều người chơi xì gà lâu năm thường sử dụng diêm hoặc đóm. Đây là những đồ chuyên dụng được các nhà sản xuất phụ kiện sản xuất phục vụ cho việc chơi xì gà. Các bạn để ý, mỗi hộp thuốc bạn sở hữu, nhà sản xuất luôn để bên trong nhưng thanh đóm bằng gỗ tuyết tùng. Hãy sử dụng chúng như là đóm để châm thuốc khi bạn ngồi hút trong điều kiện phòng kín gió. Và tất nhiên, với dân chơi xì gà thì còn quá nhiều phương pháp khác nhau, tùy trong những điều kiện khác nhau để châm cho mình điếu thuốc một cách nhanh nhất để thưởng thức chúng. Bài viết trên đây nhằm mục đích chia sẻ cho các bạn những phương pháp quen thuộc và hiệu quả nhất cho việc châm lửa một điếu xì gà ngon. Video tới đây là hết. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nhớ đăng ký kênh mình để nhận thông báo cho các video mới nhất nhé.